Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố Washington và Bắc Kinh cần phải đối thoại trực tiếp khi hai bên có những mối quan ngại về hoạt động kinh tế cụ thể của nhau. Tuy nhiên, với mục đích khởi động lại quan hệ song phương, tránh để hai nền kinh tế lớn nhất thế giới lâm vào thế đối đầu. Chuyến đi lần này của Bộ trưởng Tài chính Mỹ dường như đem lại khá ít kết quả do cả Bắc Kinh lẫn Washington đều đặt mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia lên trên thương mại và kinh tế. Phát biểu trong cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cần cạnh tranh công bằng và liên lạc chặt chẽ để tránh mọi hiểu lầm. Thực tế là bất chấp những căng thẳng gần đây, chúng ta đã lập được kỷ lục về kim ngạch thương mại song phương vào năm 2022. Kết quả này chứng tỏ vẫn còn rất nhiều dư địa để các doanh nghiệp hai nước chúng ta hợp tác thương mại và đầu tư. Trong cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường một ngày trước đó, bà Yellen khẳng định Mỹ đang tìm kiếm một cuộc cạnh tranh lành mạnh với Trung Quốc dựa trên các quy tắc công bằng có lợi cho cả hai nước. Bà hy vọng chuyến thăm sẽ thúc đẩy các kênh liên lạc thường xuyên hơn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời cho rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều có nhiệm vụ thể hiện vai trò tiên phong trong đối phó với những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu. Chỉ 3 ngày trước khi tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ, với lý do bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo hạn chế xuất khẩu một số kim loại hiếm để sản xuất linh kiện bán dẫn và phục vụ công nghệ cao. Đây là đòn mới nhất trong cuộc chiến giữa hai siêu cường kinh tế hàng đầu thế giới. Một số nhà phân tích thậm chí còn xem đây là màn đánh phủ đầu trước khi bà Yellen đặt chân đến Bắc Kinh. Vài tuần trước đây, Ngoại trưởng Mỹ Antonio Blinken cũng vừa công du Trung Quốc. Dù ông đã được Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp đón, nhưng dường như chuyến đi không thu được nhiều kết quả. Trung Quốc không đưa ra cam kết cụ thể nào thể hiện thiện chí làm hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ. Ngần ấy dấu hiệu báo trước mục tiêu sưởi ấm quan hệ kinh tế và thương mại Mỹ-Trung của bà Yellen không dễ thực hiện, dù hai bên đều khẳng định Bắc Kinh và Washington vẫn cần đối thoại và hợp tác với nhau. Thưa quý vị, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã biến thủ đô Vilnius của Litva thành một pháo đài được bảo vệ bằng vũ khí tiên tiến ở thời điểm chỉ ít ngày nữa các nhà lãnh đạo trong liên minh sẽ nhóm họp. Để bảo vệ cho hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra trong 2 ngày là 11 và 12 tháng 7 tới, Litva đã tăng gấp 3 lần lực lượng bảo vệ biên giới tại biên giới với Belarus và Nga trong mùa hè. Tại sân bay Vilnius, 8 bệ phóng tên lửa Patriot thuộc 3 đơn vị phòng không do Đức điều hành đã được đặt ở tình trạng sẵn sàng chiến đấu. 16 quốc gia trong liên minh quân sự này đã gửi tổng cộng khoảng 1.000 quân để bảo vệ hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại địa điểm chỉ cách nước Nga hơn 150 km. Theo kế hoạch, tại cuộc họp tới các nhà lãnh đạo NATO sẽ giải quyết một loạt vấn đề từ chia rẽ về tư cách thành viên của Ukraine đến vướng mắc trong kết nạp Thụy Điển và các kế hoạch phòng thủ đầu tiên trong nhiều thập niên. Hôm nay ngày 8 tháng 7, lễ tưởng niệm một năm ngày mất cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã được tiến hành tại chùa Jojo ở Tokyo, nơi một năm trước đã diễn ra lễ viếng ông. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và gần 100 người là lãnh đạo chính phủ, Đảng Dân Chủ Tự Do, người thân trong gia đình đã tham gia lễ tưởng niệm. Chính quyền Thủ tướng Kishida Fumio cam kết sẽ kế thừa di sản mà cựu Thủ tướng Abe để lại, thúc đẩy sự phát triển của đất nước, tạo cuộc sống hạnh phúc cho người dân. Trưa ngày 8 tháng 7 năm 2022, cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã bị bắn khi đang tham gia diễn thuyết liên quan đến bầu cử ủng hộ người trong đảng. Nghi phạm đã bị bắt sau đó và hiện đang chờ xử lý theo pháp luật. Cựu Thủ tướng Abe là người có tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam, có nhiều đóng góp cho mối quan hệ tốt đẹp, thân thiết giữa Việt Nam và Nhật Bản. Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ đã bắt giữ 3 nhân viên đường sắt liên đới thảm kịch tàu hỏa ở huyện Balasore, bang Odisha vào tối ngày 2 tháng 6. 3 nhân viên trên bị bắt bởi cáo buộc ngộ sát không cấu thành tội giết người và làm mất bằng chứng phạm tội. Vụ bắt giữ xảy ra vài tuần sau khi Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ thông báo đã xác định nguyên nhân gốc rễ của vụ tai nạn và những người thực hiện hành vi phạm tội. Thảm kịch tàu hỏa tại Balasore, bang Odisha, miền đông Ấn Độ xảy ra vào ngày 2 tháng 6 khi 3 đoàn tàu va chạm vào nhau khiến hơn 290 người thiệt mạng và hơn 1.100 người bị thương. Đây được coi là một trong những tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất lịch sử Ấn Độ. Theo Trung tâm Dự báo Môi trường Quốc gia Mỹ, nhiệt độ trung bình trên toàn thế giới đã đạt ngưỡng là 17,23 độ C, tương đương với 63 độ F vào ngày 6 tháng 7, vượt quá mức kỷ lục đạt được vào các ngày 3 và ngày 4 tháng 7 trước đó.
Nắng nóng trong mùa hè này cũng đang khiến hàng triệu người trên thế giới gặp nguy hiểm. Trung Quốc đang trải qua một đợt nắng nóng mới chưa đầy 2 tuần sau khi nhiệt độ đạt mức kỷ lục ở Bắc Kinh. Nhiệt độ khắc nghiệt ở Ấn Độ vào tháng 6 năm 2023 đã khiến nhiều người thiệt mạng ở một số khu vực nghèo nhất của nước này, trong khi tuần trước bang Texas của Mỹ và miền Bắc Mexico đã bị bao trùm bởi một khối nhiệt nguy hiểm. Tác động của biến đổi khí hậu còn trở nên trầm trọng hơn do sự xuất hiện của hiện tượng El Nino sau gần 4 năm. Thời tiết khắc nghiệt có thể gây thêm áp lực lên các nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc hạn chế khí thải nhà kính sinh ra từ việc đốt than, dầu khí và khí tự nhiên vốn giữ lại nhiệt trong khí quyển. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho rằng quyết định của Mỹ cung cấp bom đạn chùm cho Ukraine là một hành động nhằm kéo dài cuộc xung đột tại nước này. Hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, nhấn mạnh quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục cho thấy đường lối chống Nga của Mỹ nhằm kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên tiếng phản đối quyết định của Washington cung cấp bom đạn chùm cho Kiev. Bước đi này của Tổng thống Biden còn khiến đồng minh Canada bối rối. Và theo các chuyên gia, động thái như vậy nhiều khả năng sẽ làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ các đồng minh trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu. Trước đó, vào ngày 7 tháng 7, chính quyền Tổng thống Biden đã quyết định cung cấp hàng nghìn quả bom chùm cho Ukraine trong gói viện trợ quân sự mới trị giá tới 800 triệu đô la Mỹ, bất chấp những lo ngại rằng loại vũ khí này có thể gây thương vong cho dân thường. Thưa quý vị, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang triển khai các biện pháp nhằm tăng cường an ninh cho hội nghị thượng đỉnh của Liên minh quân sự này, dự kiến diễn ra trong 2 ngày từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 7 tới tại Litva. Đến nay, 16 quốc gia thành viên NATO đã gửi tổng cộng khoảng 1.000 binh sĩ đến Litva để đảm bảo an ninh cho các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị. Nhiều nước cũng cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến mà các quốc gia Baltic còn thiếu. Đức đã triển khai 12 bệ phóng tên lửa Patriot dùng để đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình hoặc máy bay chiến đấu. Tây Ban Nha gửi hệ thống phòng không NASAM, Pháp gửi pháo tự hành César, trong khi Anh và Pháp sẽ cung cấp khả năng chống máy bay không người lái. Đức và Ba Lan cùng nhiều nước khác cũng cung cấp sự hỗ trợ đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh NATO, trong đó có tính đến khả năng ứng phó với các cuộc tấn công hóa học, sinh học và hạt nhân nếu có. Thưa quý vị, tối ngày 8 tháng 7, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại hầu hết các thành phố lớn ở Israel với sự tham gia của hàng trăm nghìn người, lớn nhất trong nhiều tuần qua. Đây là tuần thứ 27 liên tiếp biểu tình diễn ra nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ, đặc biệt là dự luật nhằm hạn chế sức mạnh của toán tối cao Israel. Ước tính có khoảng 140.000 người đến 180.000 người tham gia. Đại diện các nhóm biểu tình cho biết đang gia tăng sức ép trước phiên thảo luận thứ nhất tại Quốc hội Israel vào ngày 11 tháng 7, nơi chính phủ liên minh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ thúc đẩy thông qua dự luật tước bỏ quyền phán quyết của tòa án tối cao về tính hợp lý. Hiện tại, tòa án có thể bác bỏ một quyết sách của bộ máy hành pháp, bao gồm cả chính phủ, nếu cho rằng nó thiếu hợp lý hoặc chưa được cân nhắc đầy đủ, kể cả trường hợp quyết định đó không vi phạm pháp luật. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhất trong gói cải cách tư pháp và là nguyên nhân của các cuộc biểu tình liên miên từ đầu năm 2023 tại Israel. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.